Tuyên đọc xin biết ngày 3 tháng 9. Nhiếp ảnh gia bóc địch tại Nhật 3. Angelina Baby gặp biến. Nêu Vũ Ninh bị khui bí mật rúng động. Tình ái Vương Hạc Đệ. Xin biết hôm nay có gì? Hãy cùng chúng tôi điểm qua tại bài viết này. Vào chiều ngày 2 tháng 9 trên mạng xã hội xôn xao thông tin, nam hai của dự án phim Ăn Khách A Lạc Chuyện Nêu Vũ Ninh sắp bị đào ra chuyện từng có một cuộc hôn nhân với người vợ lớn hơn tuổi. Phía chính chủ hiện chưa lên tiếng làm rõ, nhưng thông tin đã leo top 1 hot search của bảng giải trí. Dự án phim điện ảnh Ngày Mai Quân Tiếp Viện sẽ đến ra đệ nhất biên kịch Trung Quốc, Nêu Hòa Bình Chấp Bút đã chính thức khai máy. Phim với sự tham gia của dàn diễn viên Vu Hỏa Vĩ, Dương Dương, Doãn Phương, Vương Kính Tùng, Vạn Thiến. Hình ảnh mới nhất của Vương Hạc Đệ ngày hôm nay được đăng tải nhận về vô số lời khen ngợi từ cư dân mạng. Trong diễn biến khác, hôm qua cảnh săn ảnh Trương Tiểu Hàn tiết lộ vào cuối tháng 3 vẫn chụp được hình ảnh Vương Hạc Đệ và bạn gái cùng nhau đến sân bóng rổ chơi bóng với nhau. Trước đó, phía Vương Hạc Đệ cũng đã ra thông cáo của luật sư với nội dung sẽ truy cứu trách nhiệm đối với những người tung tin đồn nhảm về Vương Hạc Đệ. Mới đây, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng đã đăng tải hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của địch địa Nhật Ba lên Weibo. Người này còn đính kèm dòng trạng thái không muốn chỉnh sửa cũng không muốn khái niệm gì hết, chỉ muốn trung thực ghi lại vẻ đẹp. Nhìn những gì bạn thấy thể hiện ra những gì bạn cảm nhận được. Chụp ảnh không phải như vậy sao? Thực sự rất vui, được bơi trong nước. Ở chân rêu xanh rất nguy hiểm nữa, tôi cứ tưởng chỉ có tôi thích trèo thôi. Công việc thật hạnh phúc làm sao, chỉ đơn giản là đẹp lắm, không make up, không chỉnh sửa ảnh, vui vẻ mà chụp thế này. Tạo hình tràn ngập thanh xuân của Triệu Lộ Tư và Trần Chất Viễn trong phim Vụng Trộm Không Thể Che Giấu khiến dân mạng đứng ngồi không yên. Bộ phim mạng Tô Ký được cải biên từ tiểu thuyết Thiên Tử Mưu đã qua xét duyệt lấy được giấy phép phát hành, diễn viên chính Lý La Địch, Chu Chỉnh Đình. Bộ ảnh cặp đôi của Ngô Thư Hân, Trương Bân Bân tuyên truyền bộ phim Khu Rừng Nhỏ của hai người. Phim dự kiến giữa tháng 9 lên sóng trên nền tảng Soku. Trần Hiểu lên tạp chí Love Official số tháng 9. Đây được xem là bìa tạp chí nữ thứ hai của Trần Hiểu trong ngũ đại. Vào ngày 1 tháng 9, biên kịch Uông Hải Lâm đăng bài viết nói rằng Dương Dĩnh không thể ký tên Angelina Baby nữa. Lật mục Dương Tử cũng phải gọi bằng một cái tên Trung Quốc. Đây là yêu cầu của Quảng Điện. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.